Trong một tuần, 7 ngôi sao dính chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo liệu có bất an? Việc tập luyện đình trệ trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành ít nhiều đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng và sức bền của các cầu thủ. Sau lượt trận vòng 1-8 cúp quốc gia, nhiều trụ cột ở câu lạc bộ được xác nhận đã gặp phải hàng loạt thương tổn khác nhau và phải nghỉ thi đấu một thời gian. Tổn thất lớn nhất là trường hợp của tiền vệ Vũ Anh Tuấn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội trưởng dự phòng của đội bóng Sai Thành gặp vấn đề ở dây chằng. Vấn đề nảy sinh sau một tình huống va chạm giữa cựu binh Hoàng Anh Gia Lai và cầu thủ Bình Dương trong trận giao hữu nội bộ hôm 23 tháng 5. Dù được xác nhận không phải lên bàn mổ, song Tuấn vẫn phải đi chuyển ra trung tâm PVF để thăm khám và chữa trị, dự kiến sẽ nghỉ 2 tháng. Nhẹ hơn một chút là trường hợp của Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh và Nguyễn Trọng Hùng. Số 9 của Hoàng Anh Gia Lai gặp vấn đề ở háng và đầu gối. Anh nỗ lực ra sân trong trận gặp Nam Định, nhưng phải tiêm thuốc giảm đau khi trận đấu khép lại. Trong khi đó, Đức Chinh chỉ thi đấu hơn 20 phút trong trận SHB Đà Nẵng gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước khi bị thay ra. Tuy vậy, trường hợp này được xác nhận không nặng. Theo ban huấn luyện, chân sút 23 tuổi chỉ bị căng cơ. Trước đó, tiền đạo này đã và đang phải đối đầu với bệnh men gan cao, mà theo tiết lộ phải chữa trị lâu dài chứ không thể trong ngày 1, ngày 2 được. Một sao trẻ khác đáng chú ý là Trọng Hùng cũng không thể cống hiến cho câu lạc bộ Thanh Hóa ở lượt trận vòng 1-8 cúp quốc gia chiều qua. Anh được huấn luyện viên Fabio Lopez xác nhận dính chấn thương ở buổi tập trước trận. Từ đầu mùa, cầu thủ tấn công sinh năm 1997 chưa ra sân lần nào cho đội bóng tỉnh nhà, ở tất cả các mặt trận bao gồm sân chơi chính là V-League. Trường hợp của Tiến Linh, anh dính chấn thương nhẹ trong trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Thanh Hóa diễn ra chiều 31 tháng 5. Dù vẫn nỗ lực thi đấu đến hết trận, nhưng cầu thủ này không để lại dấu ấn đáng kể nào. Trong số các bệnh binh đáng chú ý, tất nhiên không thể bỏ qua đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội là Nguyễn Văn Quyết. Tiền đạo 29 tuổi khát khao ra sân trong trận gặp Đồng Tháp, nhưng vì vết đau ở buổi tập trước trận, ban huấn luyện đã quyết định không mạo hiểm sử dụng để dành cho lượt trận V-League tuần tới. Cùng thời điểm, tại Quảng Ninh, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú cũng không thể ra sân trong trận gặp Nam Định do bị cúm.